Thưa quý khán giả và các đồng chí, một đơn vị được thành lập trong những năm tháng cam go của cuộc kháng chiến chống Mỹ đã lập nhiều chiến công oanh liệt khi tiến công vào các mục tiêu nằm sâu trong hậu cứ của địch như là sân bay Biên Hòa, Tổng kho Long Bình. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, chính đơn vị này đã kiên cường chốt giữ những cây cầu quan trọng để các đơn vị chủ lực của ta thuận lợi tiến đánh Sài Gòn. Đó là Lữ đoàn Đặc công Bộ 113, Binh chủng Đặc công, đơn vị 3 lần được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Bền bỉ chiến đấu, rèn luyện trên chặng đường tròn 50 năm qua, Lữ đoàn 113 đã phát huy cao độ phẩm chất truyền thống để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cơ động chiến đấu, bảo vệ các mục tiêu và sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, quân đội. Môi trường đô thị hiện đại với những tòa nhà cao tầng xây dựng trên nhiều chất liệu, không gian ngày càng mở rộng, phức tạp, yêu cầu nhiệm vụ với bộ đội đặc công ngày càng cao, đặc biệt là khi thực hiện nhiệm vụ đổ bộ đường không để nhanh chóng đến địa điểm tác chiến. Nghệ thuật leo trèo, tụt dây chiến thuật được phát triển lên tầm cao mới với nhiều kỹ thuật khó, yêu cầu bộ đội phải rèn luyện thuần thục, đảm bảo nhanh, gọn và an toàn tuyệt đối. Nhờ vậy, đôi tay, đôi mắt trong nội dung bắn súng thêm tinh nhạy, vững chắc để chinh phục những bản án khó. Rèn luyện cho mình thao tác các cái thao tác thuần thục và trong quá trình luyện tập thì khắc phục các cái khó khăn, tích cực chủ động và trong cái học tập và cái rèn luyện. Cái nữa là phải tự rút cho mình bài học kinh nghiệm qua mỗi lần luyện tập. Với nền tảng thể lực tốt và các nhóm cơ bền bỉ, nội dung khí công được các chiến đấu viên Lữ đoàn 113 rèn luyện để giữ được sức bền, tăng sức chịu đựng của từng bộ phận cơ thể. Từ những vật dụng đơn giản, việc rèn luyện thể lực được duy trì đều đặn cả trong và ngoài giờ huấn luyện, tạo không khí thi đua sôi nổi. Một người chiến sĩ, một người cán bộ phải có sức khỏe tốt, phải có sức bền bỉ, dẻo dai, khả năng chịu đựng, thực hiện được các cái nhiệm vụ, các cái nội dung mang cái tính chất nguy hiểm, rồi cường độ cao, đặc biệt là các cái nội dung như là leo trèo, nhà cao tầng, nội dung bắn súng, đòi hỏi thể lực của bộ đội là phải đạt cao nhất. Để sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng cơ động, bảo vệ các mục tiêu, sự kiện quan trọng, bộ đội phải mài sắc ý chí quyết tâm, khả năng sinh tồn và chịu đựng khó khăn gian khổ. Càng gian nan khổ luyện, công tác tư tưởng càng được đẩy mạnh. Việc quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần của bộ đội cũng càng được lữ đoàn đặc biệt chú trọng. Chiến sĩ đặc công phải thực sự tinh nhuệ về chính trị, sức khỏe dẻo dai, sức chịu đựng và tinh thần vượt khó, có trình độ kỹ chiến thuật thuần thục, chiến đấu mưu trí, dũng cảm, linh hoạt. Vì vậy mà trong huấn luyện có cái mô hình huấn luyện giỏi kỷ luật nghiêm, tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện kỹ thuật chiến thuật đặc công. Nghệ thuật tác chiến đặc công luôn gây khiếp sợ cho bất cứ kẻ địch nào. Với phương châm luồn sâu, ém sát, đánh hiểm, thắng lớn, phương châm này đã được Lữ đoàn Đặc công Bộ 113 nói riêng và lực lượng đặc công toàn quân nói chung chọn lọc phát triển lên tầm cao mới.